Gần tới Trung Thu, cô giáo mầm non trổ tài múa lân khiến các bé cười không ngậm được mồm. Đoạn clip ghi lại màn múa lân đáng yêu của các cô giáo mầm non đã gây sốt khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, các cô người thì làm ông địa, người thì hóa con lân. Cả ba người cùng nhau quẩy hết sức nhiệt tình trong tiếng trống, tiếng chiêng, khiến cho các thiên thần nhỏ ngồi xem mà cười nghiêng ngả. Thậm chí có bạn thích thú muốn đứng lên nhảy cùng với các cô. Không chỉ thế, nhóm múa lân cây nhà lá vườn này còn mang đến cho các em nhỏ hình ảnh con lân hiền từ, ông địa gần gũi và những khoảnh khắc vô cùng tươi vui, náo nhiệt nhân dịp Trung Thu sắp tới. Nhiều người cho rằng cần khen ngợi tinh thần hết mình vì các con của các cô giáo mầm non. Dù phải tự chế đồ nghề để múa lân, lại không phải là những người chuyên nghiệp, nhưng các cô cũng đã hết mình để mang lại một tiết mục đậm tính cổ truyền, mới mẻ để dành tặng các con dịp Trung Thu. Trong khi đó, không ít cư dân mạng cho biết bản thân mình cũng là giáo viên mầm non và họ có những nỗi vất vả trong nghề mà không biết chia sẻ cùng ai. Sau khi xem xong đoạn clip, họ cảm thấy niềm vui với công việc và yêu nghề của mình hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.